Dạ vâng, Khả Năng Ô Tô xin kính chào quý cô bác quý anh chị cùng toàn thể mọi người. Ngày hôm nay là ngày của Accent. Ngày hôm nay em có về một mẫu Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc. Đó. Đời 2010 đăng ký lần đầu 2011, chiếc Hyundai Accent màu trắng rất đẹp. Biển Lâm Đồng anh em nhá, biển Lâm Đồng nhá. Đây, anh em nhìn này, đã rút hồ sơ rồi, biển 60A này. 06774. Đấy. Đã rút hồ sơ. Chuyển về miền Bắc thì bên em thường thường sẽ vào tên các tỉnh ở miền Bắc thì kiểu gì cũng phải rút, nên là em mua trong xe miền Nam là luôn luôn là phải rút hồ sơ. Để về đây, nhưng có báo cho bà con luôn, biển Lâm Đồng nhé, gốc Lâm Đồng, đời 2010 đăng ký là đầu 2011, nhập khẩu Hàn Quốc, động cơ 1.4, phiên bản đủ full option, số tự động, đẹp, rất xuất sắc. Bản rất nhiều túi khí, chúng ta cùng đi đến túi khí của chiếc xe này. Đấy, form mới nhìn rất là đẹp, Hyundai Accent đời 2010, cuối 2010, giữa 2010 nó lên form này nhé. Còn trước nó là cái form giống con Verla. Sau form này nó khác hoàn toàn so với chiếc Verla anh em ạ, nốt xác hoàn toàn, rất đẹp, phong cách. Phiên bản nhập khẩu có đầy đủ túi khí, phanh ABS, na răng đúc, đấy, đèn đóm, nhìn cái đèn form đèn nó cực kỳ đẹp luôn, so với cái bản cũ thì nó cực kỳ đẹp luôn. Màu sơn màu trắng trông nó rất là ngọc trinh, và các bác nào làm xe ra hoa đám cưới, xe gia đình thì nó rất là đẹp và đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những dòng xe Vios. Với cái giá tiền 328 triệu đồng đời 2010 đăng ký 2001, anh em sẽ không bao giờ mua được Vios số tự động đời 2010 nhé anh em nhé. Đấy, vì đời 2008 người ta đã rao bán tầm 300 triệu rồi. Đây 2010 khả năng là mua được, mua được 2010. 10/2011 này anh em mua được Toyota Vios số tự động. Đấy, anh em có thể lựa chọn hai phân khúc như vậy. Nhưng Vios người ta toàn dạy lái thôi, số tự động toàn dạy lái thôi. Cái dòng này thì để đi chơi này. Dòng này để đi chơi đây bà con này. Túi khí phanh ABS mà form dáng nó cực kỳ đẹp, nó Hàn Quốc và nó trông nó rất là Lee Sang Gun với lại Kim Sang Húc. Đấy, nhìn nó có cái form dáng của nó rất là phong thái, rất là đẹp. Đấy, hồ sơ thì đã cầm tay rồi nhé, các bác là vào tên trong một buổi sáng là có thể vào tên chính chủ của mình được. Đã vào rút hồ sơ rồi mà giá chỉ còn 328 triệu đồng thôi bà con cô bác nhé. Vậy thì anh em nào mà cảm thấy chiếc xe này nó vừa tiền với mình, có thể liên hệ ngay với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Hyundai Accent đời 2010 đăng ký lần đầu 2011, phiên bản số tự động, động cơ 1.4, zin cả xe, bao test hãn cho bà con. Về vấn đề đâm đụng ngập nước bà con nhé. Về phần sơn xi bên ngoài thì không mất 1.000 tiền sơn nào. Sơn rất là đẹp, sạch sẽ, màu trắng, trông rất là thủy chung và son sắc đậm đà. Thủy chung son sắc đậm đà. Nghe kinh kìa. Đấy, anh em nhìn này. Đăng kiểm thì tháng 12 năm 2020, phiên bản đủ của 6 túi khí và có cửa sổ trời. Đấy, có đầy lỗ start top, có phanh ABS và túi khí quanh xe, na răng đúc theo xe. Về phần sơn xi thì anh em nhìn thấy màu trắng thì bây giờ cũng phải tỉa toát rồi, nhưng người ta đánh bóng phát ở trong bóng loáng rất là đẹp. Xi nhan gương tích hợp, đèn đóm, đèn nồi, mắt lồi, mắt híp các kiểu con nào điều. Trông khá là mượt mà, với giá tiền hiện tại là 328 triệu đồng. Sẽ giảm cho bà con nếu bà con liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô phụ trách bán hàng ở chợ Tô miền Bắc. Cảm ơn quý bác quý bà con thời gian vừa qua luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng. Hiện tại thì em sắp đạt nút bạc rồi. Vậy thì các bác nào mà chưa xem đã xem lâu rồi mà quên chưa đăng ký, hoặc là mới xem chưa đăng ký thì làm ơn hãy đăng ký kênh giúp Khả Năng Ô Tô để em có thể gửi đến mọi người được nhiều mẫu xe hơn, đẹp hơn và giá tiền nó càng ngày càng rẻ hơn. Vì Việt Nam mình mà thì giá cái gì nó cũng cao. Đấy, chỉ có tiền lương là thấp thôi. Nên là bà con nào mà chưa có xe ô tô thì cố gắng mua cái ô tô đi hưởng thụ đi. Đợi bao giờ nó rẻ được, đúng không? Có cái bức ảnh mà người ta chế đấy, đợi xe rẻ rồi mua mà lúc mà xương không còn cơ mà, rụng hết cả xương, xương vụn hết rồi mà vẫn chưa rẻ. Ở Việt Nam mình còn lâu mới có xe rẻ bà con nhé. Đấy, được có mấy con VinFast thì bà con chê tới lên, chê lên chê xuống, bây giờ đang bán giá rẻ gần như là bét nhà kia ra, không ai mua kia thì làm sao mà xe Việt Nam mình rẻ được, đúng không ạ? Không tự sản xuất được, cái nguồn đầu tư thì ít thì chê thì nhiều thì nó thật là khó lắm. Đây, tiền nào của đấy, với giá 328 triệu đồng thì bà con có thể sở hữu một mẫu xe số tự động đời 2010, đăng ký lần đầu 2011, thương hiệu Hàn Quốc và sản xuất tại chính Hàn Quốc luôn. Với mức giá 328 triệu đồng. Và động cơ có 1.4 thôi nên xăng tầm này nó chỉ rơi vào tầm 6 đến 8 lít. 6 là đi ngoài đường, ngoài khu đô thị. Còn 8 lít là trong phố thôi, chỉ 1.4 rất là tiết kiệm. Máy số tích rắc, máy eco nên là nó tiết kiệm lắm, đời 2010, đăng ký 2011. Na răng theo xe, nguyên bản hết mà còn nhé, rất đẹp. Ngoại thất xong rồi, chỉ chém gió thế thôi. Chúng ta hãy cùng kiểm tra cái phần nội thất bên trong xem chiếc xe này nó có đẹp hay không. Úi giời, anh em mình ghế da nguyên bản, tất cả đều nguyên bản nhé. Keo chỉ cánh đầu tiên là zin 100% này, em quay từng cánh một chi tiết cho bà con cùng ngắm. Đây, chỉ cánh zin đét đẹp, không hề han mục mọt gì nhá. Đây, quay điểm cánh dưới này cho bà con này. Đấy, chỉ có hơi ố bẩn bẩn thôi, rất là đẹp, không hề han mục mọt gì.
Đây bà con nhìn này, cái này có cả gương điện cụp xòe luôn anh em nhìn đâu. Đấy, gương nó tự cụp luôn, bấm phát cụp ra cụp vào. Khóa kính này, chốt kính này, khóa kính này, chốt cửa khóa kính này, kính auto này. Đó, quan trọng là cái bộ ghế da của nó là ghế da nguyên bản theo xe, bên trong nó có chứa túi khí bà con nhé. Đây này, ghế da chứa túi khí bên trong, hai bên hai cái, tức là hai bên là mỗi bên một cái là hai cái nhá. Đấy, cái ốp cột này đây em quay từng chi tiết một cho bà con này. Ốp cột này có cái nữa là mỗi bên một cái nữa là 4 nhá. Xem có bao nhiêu cái nào. 4 túi khí nhá. À 4 thôi. Bên đằng sau này. Đây một cái này. Bà con, đây một cái là 5 nhá. Với lại cái vô lăng nữa. Vô lăng tích hợp túi khí nữa là 6 nhá, 6 cái túi khí. Đấy, có phím bấm vô lăng tích hợp này, có cái phím delay start stop ở trên này. Đó, theo xe hết, cái này màn hình theo xe. Có cái gương chống chóa này theo xe này. Ui tóc đẹp thế. Còn nữa, tóc đẹp không? Quá đẹp. Đó, đây có cửa sổ trời. Đó bà con nhìn thấy không? Cửa sổ trời luôn. Hoạt động bình thường, rất đẹp sạch sẽ, không hề bị rột. Gioăng rất là chuẩn, bị rột nhá. Vâng em khả năng đây. Dạ vâng chào anh. Cứ lần lượt rơi, chúng ta cứ lần lượt chơi nhá. Đó. Ui cửa đóng phình phịch. Gioăng dùng nó đẹp, nó dần số tự động này không bị vụ nên nó rất là cứng cáp và đẹp đẽ. Đây. Keo chỉ zin luôn, bà con nhìn thấy không? Chỉ rất là zin đẹp. Đấy, phím bấm này, cái accent này là cái ghế này là ghế nguyên bản theo xe nhá. Cái chấm này, da này, da mấy ghế anh em nhìn này, nguyên bản theo xe. Là nó đúng kiểu như này luôn, không hề phải thay thế, vẫn còn zin từ đầu đến chân giờ. Cột keo thì không phải bóc luôn, nếu mà gãy một cột nào thì tặng một xe luôn. Cứ gãy một cột tặng xe anh em vào trên bãi cái thích con nào thì tặng con đấy. Nhanh cho nó vuông. Nên là cái này bà con không cần kiểm tra, bên em cam kết cho bà con luôn. Yêu cửa đã đóng rất căng đẹp phịch phất này. Phịch phất mà, nỉ này, nguyên bản. Sợ này. Đẹp lắm, dòng này. Vừa em để trời mưa nó hơi bẩn bẩn một tí, quay nó hơi xấu nhưng mà nó là người thật việc thật bà con ạ. Đấy, keo chỉ cốp này, nguyên zin này. Đây chỉ cốp này, nguyên zin luôn. Không mất phần nào luôn, rất đẹp, cứng cáp. Đây. Lốp đây là lốp này là lốp xịn theo xe nhé bà con nhé, lốp nhập khẩu theo xe này. Đây nhá. Giới thiệu bà con lốp nhập khẩu nó chỉ bé này thôi. Đấy. Nếu bà con có thể thay cái lốp to vào tùy theo mọi người. Nhưng cái đây cái sàn cốp này còn nguyên hết, không thì chỉ có hơi han ha, hơi kiểu ố vàng nó nhá, nâu vắt hết han luôn. Ố đấy chứ không hề han mục mọt gì. Quay bằng chứng thì quay luôn gặp vật bẹ luôn cho bà con. Đây, gầm bẹ đây. Ui nó sáng trưng này bà con này. Sáng trưng luôn, không hề han mục gì. Rất là đẹp. Đó. Ở Lâm Đồng à? Lâm Đồng thì có phải là Đồng Nai hay Lâm Đồng nhỉ? Lâm Đồng thì bà con có Đà Lạt đúng không nhỉ? Đà Lạt mới có nghe trong cam ly khóc tình đầu sáng dư. Đấy Đà Lạt đấy. Hãy về quê Đà Lạt chơi để về Lâm Đồng chơi, về Đà Lạt chơi bà con nhé. Ôi quay nốt cái video tập trung lên vật chính chúng ta. Thì chúng ta cứ đến đâu làm đến đấy. Đó, cốp xem nó đổ đến cánh cửa tiếp theo nhé. Ê về form dáng thì con này nó đẹp lắm, nhìn trông nó thể thao lắm anh em ạ. Đấy. Cửa rất là chắc và cảm giác như mở cửa ra phải ấn mạnh mạnh tay một chút thì nó mới ra được. Tại vì số tự động mà người ta không đi dịch vụ nên là cái này nó hơi nặng nặng tay này vì nó rất là rít, cửa rất là rít. Cái này này nó chưa bao giờ bị hỏng hay chưa bao giờ bị tháo đấy. Nó không mở ra mở vào nhiều. Đấy, cửa đóng phịch phát. Ở đây nó có tích hợp cái phím bấm này thì tức là anh em mang cái chìa khóa từ đi anh em bấm vào đây thì nó sẽ khóa cửa chốt cửa này. Đấy nó mở cửa ra cho mình. Đây. Rất là đẹp, keo chỉ zin như vậy toàn bộ xe rồi. Đẹp, xuất sắc đấy. Chiếc này là xuất sắc với giá tiền hợp lý 328 triệu. Có cửa sổ trời. Có thể trông nó form dáng nó rất là ok. Nó rất là thời thượng. Thì có nhiều đường gân gờ nó tạo cái tầm nhìn cho bà con được. Đây nha, đạp cô này, đề phát túi khí ABS nhá. Đó, welcome này 8 vạn 7, 8 vạn 7.733, toàn chữ Hàn Quốc thôi. Đấy. Âm thanh thì tắt đi, cái đấy không quan trọng anh em. Cái đấy nghe tí nhạc vào là nó cảnh cáo luôn đấy, ở trong cái video của khả năng là nó cảnh cáo luôn. Mà nhiều bà con hỏi luôn là tại sao cái kênh của em có quảng cáo thì nói thật với bà con là bên em làm YouTube mà. Nếu mà mình mà không bật quảng cáo cho YouTube nó kiếm tiền từ mình thì đồng nghĩa việc nó sẽ không cho mình đề xuất cho mình để cho bà con xem nữa. Thế cho cái đề xuất cái kênh nào mà có lợi nhuận cho người ta thì người ta mới đề xuất. Vì thế em bắt buộc phải bật kiếm tiền bà con nhé. Chứ nói thật với bà con là kiếm tiền này ăn thua gì đâu. Tháng thì được có 500 nghìn đến 1 triệu làm gì. Đúng không ạ? Nó vướng mắt bà con à. Nhưng vẫn phải bật vì đấy là cái quy định rồi.
khi một cái khi kênh YouTube mà đạt được nhiều nghìn người theo dõi mà có lượng người quan tâm thì bắt buộc phải bật cái kiếm tiền lên thì nó mới cho mình hoạt động, kiểu dạng như nó mới đề xuất cho mình để cho người khác xem ấy. Thì em muốn tiếp khách khách hàng thì em vẫn bắt buộc phải bật quảng cáo lên. Đấy, bà con chịu khó xem quảng cáo cho em, cày tiền cho em tí nhá. Đây, máy số, anh em nhìn đây, em sẽ kiểm tra chi tiết cho bà con nhé. Đây, máy là động cơ 1.4 4 máy, máy lổ rất là êm và zin anh em ạ. Đây là cái keo phần này thì anh em đã làm cái keo này không phải keo nhà sản xuất đâu. Cái này thì anh em đã làm cái khi một khi nó ngấm dầu ở đây, anh em nhìn không? Nó ngấm dầu ở đây này. Đấy thì người ta sẽ phải tháo lắp này ra. Người ta bôi một lần keo, người ta đóng lắp vào thì nó không bị chảy dầu nữa. Đấy thì không hề có chuyện là động vào máy nhá. Cái hơi máy này thì còn nguyên. Còn lại là cái gioăng mặt máy này, cái gioăng dàn lắp tàn cò người ta thay là bình thường. Anh em hoàn toàn bình thường, anh em có thể hỏi thợ xem cái thay cái gioăng này có ảnh hưởng gì máy không thì anh em sẽ biết được. Nó tắt đi, nó tháo cái này ra nhấc lên phát nó quẹt vào hay nó bôi cái keo vào phát là xong ngay, không vấn đề gì cả. Đấy còn đâu là zin nhá, máy này, sơn bảy màu các thứ này anh em nhìn đâu. Còn rất là zin, rất là đẹp. Máy lổ rất là êm, dàn cò mổ đều. Không nỗi. Có ABS đây, cụm ABS đây. Đấy, đầu răng sắt xi này, keo chỉ này. Còn nguyên zin hết, tai tung này. Zin hết. Ốc lỗ kỹ thuật phần đầu nguyên zin hết, cam kết cho bà con biết và dây bán cho bà con được. Đó. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô vừa review cho mọi người xong một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2010, đăng ký lần đầu 2011. À, biển Lâm Đồng nhá, gấp Lâm Đồng đã rút hồ sơ về Hải Phòng nay chờ mọi người đến xem và mua tại địa chỉ của An Não Hải Phòng. Khả Năng Ô Tô xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng. 328 triệu là giá cuối cùng Khả Năng Ô Tô đưa ra và em sẽ có giảm khi bà con liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào, hẹn gặp lại.